tuổi Mùi sinh các năm 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. Tuổi Mùi được đánh giá là bí ẩn nhất trong số 12 con giáp. Trong mắt mọi người, họ khó hiểu, trầm tính và rất có sức hút. Bên cạnh đó, họ nổi tiếng thận trọng, ít khi mắc sai lầm. Tốt bụng, người tuổi này còn rộng lượng và chi tiêu thoáng tay, không nghĩ nhiều cho riêng mình. Họ ưa một đời sống êm ái, tĩnh lặng và luôn khát khao được yêu thương, sẻ chia và tôn trọng. Người tuổi Mùi khéo léo, bản tính chân thiện, thông minh và biết san sẻ yêu thương. Trong công việc, họ tràn đầy nhiệt huyết, luôn nỗ lực để hoàn thành những mục tiêu đề ra. Đôi khi, họ tỏ ra bi quan và dễ dàng phàn nàn khi cuộc sống không trôi chảy như mong muốn, nhưng lúc đối diện với khó khăn, thử thách, phản ứng của họ mạnh mẽ, quyết liệt. Kiên nhẫn là điểm mạnh của dê, nhưng trong một số tình huống, đây có thể trở thành xu hướng trì hoãn, thế nên họ cần một đối tác có thể là xúc tác, đẩy họ vượt qua sức ý của bản thân. Năm Nhâm Dần, người tuổi Mùi trải qua 365 ngày vui vẻ, may mắn, thoát khỏi ảnh hưởng xấu của sao Thái Tuế. Họ nhận được sự hỗ trợ ưu ái của nhiều vì sao tốt. Nhờ thế, tài vận, công danh của bạn lên như diều gặp gió. Đương nhiên, không con đường nào hoàn toàn trơn láng. Sự dễ hài lòng, thờ ơ với mục tiêu chính có thể làm bạn chật bánh khỏi đường ray đã định. Bạn nên tỉnh táo và sáng suốt để đi đúng hướng và thành công. Phong thủy tuổi Mùi và các yếu tố may mắn năm Nhâm Dần tài lộc: 5/5 sức khỏe, 4/5 sự nghiệp, 3/5 tình yêu, 5/5 con số may mắn, 3, 4, 5, 6 màu may mắn, đỏ, tím, vàng, nâu. Tháng thuận lợi, tháng riêng, tháng 3. Tháng 11 âm lịch, tài lộc sự chiếu sáng của sao Nhạc Đế, Vê Đờ và Thiên Tú Tiên Si giúp thu nhập chính của tuổi Mùi tăng lên, thậm chí là nhân đôi. Ngôi sao Ngọc Đường Yêu Tang chiếu sáng cũng giúp tài năng của bạn được công nhận, giúp bạn phát huy và được sếp đánh giá cao. Sao Nguyệt Đức có lợi cho sự phát triển mối quan hệ cá nhân, đem đến sự hài hòa, cởi mở trong các mối quan hệ. Để cải thiện vận may, bạn nên đeo vòng lapis lazuli dấu hiệu tuổi Mùi. Về mặt tiêu cực, ngôi sao Tiểu Hao, Xiao Hao có thể gây ra những tổn thất nhỏ. Nhiều khoản nhỏ tích tụ lại thành khoản lớn, vì thế nên cẩn trọng, đừng chủ quan, quản lý tài sản của mình một cách thận trọng. Bạn nữ có thể đeo vòng tay đá tỳ hưu vàng giúp mang lại phong thủy tốt. Trong khi nam đeo vòng tay tỳ hưu hoặc mặt dây chuyền tỳ hưu, tình yêu và hôn nhân, đời sống tình cảm của tuổi Mùi năm nay về cơ bản là tốt. Người chưa kết hôn tận hưởng những ngày yêu đương lãng mạn, ngọt ngào. Tuổi Mùi có mối quan hệ ổn định có thể tính đến việc cầu hôn đối tác và có con trong năm nay. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ người khác phái phù hợp tuổi Ngọ, Mão, Hợi. Người đã kết hôn nên hết sức thận trọng. Vận đào hoa có thể làm tăng khả năng bạn bị cám dỗ bởi mối quan hệ ngoài hôn nhân. Sự thiếu kiềm chế có thể làm lung lay những giá trị cơ bản nhất của đời sống vợ chồng. Bạn nên đeo vòng tay thạch anh tím dấu hiệu tuổi mình để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn. Sức khỏe tuổi Mùi năm nay rất tốt. Thoát khỏi thái tuế, cộng với sự tác động của các ngôi sao may mắn giúp họ an toàn, không gặp tai ách nào. Người có bệnh mãn tính nên chú ý giữ gìn, chăm sóc sức khỏe bản thân tốt. Quan tâm tới sức khỏe người thân cao tuổi trong nhà, bạn nên đeo vòng tay mã não xanh dấu hiệu tuổi mình để giữ gìn sức khỏe. Tử vi các tuổi Mùi năm Nhâm Dần Ất Mùi 1955 và 2015, không gì cản đường Ất Mùi trong năm nay. Họ sẵn sàng hành động, sẵn sàng khai phá bản thân ở các địa hạt tiềm năng. Các chuyến công tác dài ngày mang lại cho bạn nhiều lợi ích về sự nghiệp. Đinh Mùi 1967, tài chính thuận lợi giúp ích cho Đinh Mùi. Bạn cũng dành nhiều thời gian, tâm sức hơn để tìm hiểu về các loại hình đầu tư nhằm tăng thu nhập.
Kỷ Mùi 1979. Điều quan trọng nhất với tuổi Kỷ Mùi là thiết lập mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp với cộng sự cấp trên. Tân Mùi 1991. Tân Mùi có thể thiết lập các mục tiêu táo bạo và đạt được nó nhờ sự giúp sức của những người xung quanh để đạt thành công. Quý Mùi 2003. Đừng tham lam, đừng vội vàng. Bạn sẽ khó đạt được kết quả mỹ mãn, chậm mà chắc thì hơn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.